Khi thấy các bạn mới qua Úc sắp phạm phải sai lầm như mình hồi đó, mình chỉ muốn nói, bạn ơi, dừng lại, đừng làm, mình đã làm và mình đã ăn hành rồi. Hello my friends, trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn visa 462 working holiday, cách để các bạn dễ kiếm việc và kiếm được nhiều tiền ở bên Úc nha. Mình ước là trước đây có ai chia sẻ những điều này với mình để mình không có trầy trật nhiều như vậy. Thì do đó hôm nay mình sẽ làm video để chia sẻ cho các bạn. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, để dễ tìm việc thì các bạn phải qua đúng mùa. Ví dụ như những bạn làm farm, làm nông nghiệp thì sẽ lựa vào mùa của cái cây đó. Thì như vậy thời tiết mới thuận lợi và mới nhiều trái cây để các bạn thu hoạch. Ví dụ như ở Melbourne thì cỡ tháng 4, tháng 5 cho tới tháng 9, tháng 10 là mùa đông thì vẫn có công việc. Nhưng mà khi mà mùa đông thì thời tiết không thuận lợi cho lắm. Cỡ từ tháng 10 trở đi cho tới tháng 4 năm sau thì thời tiết sẽ thuận lợi hơn. Hoặc đối với những bạn làm nhà hàng khách sạn trong hospitality thì cũng sẽ có mùa du khách, mùa du lịch của vùng đó. Ví dụ như là ở Queensland thì thường mùa du lịch sẽ rơi vào khoảng tháng 4, tháng 5 cho tới tháng 9, tháng 10. Từ tháng 10 trở đi thì dễ bị lũ lụt, do đó lượng du khách sẽ giảm lại. Hoặc là ở Nam Úc, South Australia thì thường thời gian sẽ rơi vào khoảng tháng 2 cho tới tháng 10. Còn ở Tây Úc, khúc ở Broome thì thường sẽ rơi vào khoảng tháng 5 cho tới tháng 10, tháng 11. Khoảng thời gian này chỉ là ước lượng thôi nha, vì mỗi vùng thì sẽ là khác nhau. Thì vậy làm sao các bạn biết nơi các bạn sắp qua thì khi nào vào mùa? Thì có 3 cách để các bạn biết. Thì đầu tiên thì các bạn hãy hỏi các anh chị đi trước, thì các anh chị sẽ chia sẻ lại kinh nghiệm của họ cho các bạn. Hoặc là cách thứ hai, các bạn có thể là lên Google để dò. Mình ví dụ là các bạn dò mùa nho ở Midora rơi vào tháng mấy, thì khi mà Google hiện kết quả ra thì nó sẽ ước lượng được khoảng thời gian. Hoặc thêm một cách nữa là các bạn sẽ vào những nhóm tuyển dụng công việc. Ví dụ như bạn muốn tìm việc ở Dockery đi, thì bạn sẽ vào nhóm công việc ở Dockery và dò các từ khóa trong cái ngành bạn muốn tìm, như là bartender, barista, all-rounder, hospitality trong nhà hàng khách sạn đó. Thì bạn sẽ thấy hiện ra những tin tuyển dụng sẽ rơi nhiều vào những tháng nào, thì từ đó bạn cũng sẽ ước lượng được cái khoảng thời gian khi nào vào mùa để canh thời gian qua cho phù hợp. Tiếp theo là phải kiên trì tìm. Có bạn than với mình là đã nộp 50 cái CV rồi mà không có nhận được hồi âm. Thì ở Úc các bạn nộp 200-300 cái CV mới nhận được công việc là chuyện bình thường. Cố gắng lên các bạn, ai kiên trì người đó thắng. Các bạn hãy chăm lên các hội nhóm hoặc là hỏi bạn bè, rồi vào các trang web tuyển dụng để tìm công việc. Mình cũng có làm một video về 7 cách tìm việc cho visa 462, thì bạn có thể xem video đó sau video này nha. Sự thật là công việc ở bên Úc lúc nào cũng có, nhưng mà bạn chưa tìm được công việc thì có thể vì hai lý do. Lý do đầu tiên là bạn không muốn làm công việc đó. Những vị trí như là housekeeping, dọn phòng hay cleaner, dọn dẹp, bên Úc họ rất là hay thiếu người và lúc nào họ cũng tuyển hết. Nhưng mà một số bạn ngại không muốn làm bởi vì bạn sợ bị người khác nhìn vào và đánh giá. Chia sẻ thật lòng thì lao động chân chính là đáng quý các bạn. Các bạn bỏ công sức của mình ra để làm việc đó là rất là đáng quý luôn. Những người mà chỉ trích hay là chê cười bạn thì kệ họ đi, bởi vì họ suốt ngày chỉ biết chỉ trích người khác thôi. Bạn không làm những công việc đó suốt đời, bạn chỉ làm một thời gian thôi. Từ từ thì bạn sẽ tốt hơn và từ những công việc đó thì bạn sẽ phát triển lên nữa. Còn những người mà ở đó chê cười chỉ trích bạn thì họ vẫn ở đó, họ chỉ trích. Và sau này thì bạn sẽ có cuộc sống tốt đẹp và bạn sẽ đạt được ước mơ của mình. Nên kệ những người đó đi. Ban đầu khi mới qua thì mình cũng làm những công việc ở vị trí thấp thôi. Rồi từ từ mình lên dần dần. Và nhờ những công việc nhỏ đó mà mình có tiền để mình có thể lo cho cuộc sống, có tiền để đi học, cuộc sống mình tốt đẹp hơn. Thì do đó hãy cố gắng lên các bạn. Kệ những người chê cười các bạn, mình cứ làm công việc, chăm chỉ và làm việc thôi. Lý do thứ hai bạn chưa tìm được việc, ngược lại với lý do đầu tiên, nói ra hơi phũ phàng nhưng mà là công việc chê bạn, là bạn chưa đáp ứng được những yêu cầu và kỹ năng mà công việc đó cần. Giải pháp là bạn hãy cố gắng nâng cấp khả năng của bản thân lên, ví dụ như học thêm nghề, học nghề pha chế, học lái xe hoặc clip, hoặc là học thêm các chứng chỉ như là RSA để phục vụ rượu, RSG để phục vụ trong casino, hoặc là học thêm tiếng Anh. Thì khi mà các bạn nâng cấp khả năng của bản thân lên thì sẽ nhiều cơ hội công việc hơn tới với bạn. Đây là 3 cách để giúp các bạn visa 462 kiếm được nhiều tiền khi các bạn ở Úc nha. Cách đầu tiên là các bạn có thể tìm công việc cho phép bạn làm nhiều giờ.
để có những công việc được làm nhiều giờ thì các bạn nên qua vào đúng mùa của công việc đó. Ví dụ như trong ngành farm thì vào đúng mùa của trái cây đó, còn nhà hàng khách sạn thì vào đúng mùa du lịch. Cách để biết làm sao đúng mùa của công việc thì như mình chia sẻ ở trên là các bạn có thể hỏi các anh chị đi trước, hoặc là vào Facebook hội nhóm tuyển dụng để ước lượng thời gian, hoặc là các bạn có thể vào Google ví dụ như là mùa nho ở Melbourne từ tháng mấy thì khi có kết quả bạn cũng sẽ ước lượng được thời gian. Hoặc nếu các bạn vô tình qua không đúng mùa thì các bạn có thể là kết hợp làm nhiều công việc một lúc. Tuy nhiên cách này thì sẽ rất là mệt, bởi vì nếu mà một tuần bạn làm lên tới 60-70 tiếng thì làm xong về rất là mệt rồi. Thì do đó chúng ta sẽ qua cách tiếp theo nha. Cách tiếp theo là bạn phải làm sao cho một giờ bạn được trả lương cao. Thì bạn có thể cân nhắc về công việc làm khoán. Làm khoán là ai nhanh tay, lẹ tay, làm được nhiều sản phẩm thì sẽ được trả nhiều tiền. Bạn mình một ngày làm khoán là bạn mình có thể nhận được 400-500 đô. Còn mình chậm chạp, mình làm khoán một ngày mình chưa được 100 đô nữa. Nên khoảng cách trong làm khoán là cao lắm các bạn. Nói chung là mình không có áp dụng cách làm khoán thì được. Bạn nào nhanh nhẹn thì có thể là cân nhắc cách này ha. Mình ốm yếu nhỏ con chậm chạp nữa, slow motion, thì đó qua cách tiếp theo. Cách thứ ba là các bạn làm công việc ở vùng sâu, vùng xa ở Úc. Thì khi làm ở những vùng này, theo luật sẽ có cái mức gọi là penalty rate, là họ sẽ trả lương cao hơn cho bạn, bởi vì bạn tới vùng sâu, vùng xa làm. Và những chỗ vùng sâu, vùng xa thì thường để thu hút nhân viên, họ sẽ bao chỗ ăn ở cho các bạn luôn. Do đó các bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Một lưu ý là các bạn không nên tới chỗ vùng sâu vùng xa mà chưa có thông tin gì, chưa có công việc, chưa có chỗ ở nha. Bởi vì chỗ vùng sâu vùng xa, vé máy bay đi rất là đắt tiền và khó di chuyển nữa. Tại vì vùng sâu vùng xa nhiều khi không có phương tiện công cộng đâu, bạn phải tự đi xe nữa. Và cũng khó tìm việc hơn so với là ở thành phố. Thì do đó nếu mà các bạn muốn làm công việc ở vùng sâu vùng xa thì các bạn nên được họ nhận trước rồi. Các bạn hãy đặt vé máy bay và bay tới chỗ đó. Cảm ơn các bạn đã xem tới cuối video. Nếu mà các bạn biết thêm những cách gì để dễ kiếm việc và kiếm được nhiều tiền ở Úc cũng hãy comment để chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Hãy follow mình trên YouTube và TikTok để nhận thêm được nhiều video hữu ích về cuộc sống ở bên Úc. Hẹn gặp các bạn trong video sau. Bye bye!